tuần các bạn, mình sẽ dẫn các bạn đi ra tham quan ở khu điện gió ở Ba Động các bạn, nhà máy nhiệt điện Ba Động. Thì hôm nay mình dẫn các bạn đi ra ngoài tham quan, nó có gì hay không mình sẽ quay và cho các bạn tham quan nha. Thì bây giờ thì mời bạn theo chúng mình để đi ra ngoài tham quan nhà máy ở điện gió Ba Động các bạn. Đậu các bạn nên khó đi hơn. Còn mình phà đi phà lớn kia thì phà có hai đầu á, phà hai đầu mình dễ đi xuống, công khởi quay đầu. Còn phà cùng cù này phà nhỏ quá. Cái đoạn đường này hồi trước lúc mà xây điện gió các bạn nó ổ gà, mà đường kiểu như xe tải quá tải chạy nhiều quá nó hư đường á. Bây giờ làm xong mà thấy nó đỡ hơn nữa các bạn. Tới cầu Cuồng Tàu nè các bạn. Đây là cầu
này thấy bắt đầu có gió là lớn rồi các bạn. Mình qua khỏi cầu này tới là địa phận của trường Long Khoa rồi. Bây giờ mình càng ngày càng gần các bạn, càng gần rồi đó nên thấy điện gió càng ngày cái quả gió nó càng ngày càng to nè. Chiều dẫn các bạn đi dạo thì không mát luôn các bạn, xem cái cảnh sông nước miền Tây của quê mình. Nè đúng đường quê luôn á. Các bạn ơi, tới rồi, tới rồi. Quả gió bự quá trời bự các bạn ơi, tới rồi. Ở đây là nhà máy điện gió Hàn Quốc nè các bạn. Hàn Quốc, Trà Vinh Karakimasta. Cái tới đây gió bắt đầu lớn rồi nè các bạn. Gió lớn có hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Đến nơi các bạn ơi, cái khu này khu trong những năm gần đây mà hot nhất trong những năm gần đây tại Trà Vinh các bạn. Ở đây có quán nước, quán ăn, quán nhậu, quán gì cũng có luôn các bạn, có hải sản nữa. Không biết mình sẽ đi đâu trước để mình kiếm cái chỗ nào đó mình dừng lại, cái mình gợi ý các bạn, mình gợi ý xong mình đi tiếp. Đây có mấy anh chị ngồi đông thưa quá các bạn, đồ đã đồ nướng. Đứng đây đùng qua thùng rác bây giờ, đứng ở đây là nó chứ qua thùng rác nó. Đây có cái quán cà phê rộng quá trời luôn các bạn. Cái nhóm mà ngủ lông công chúa nè các bạn. Anh nằm xuống chụp luôn, nằm xuống chụp mới đẹp. Anh đi trồng cam xong rồi ra đây làm chiếc ảnh luôn các bạn ơi, cây đổi nghề luôn thằng em mình. Nằm xuống. Không có dám nằm xuống nhà người chụp đó. Em đâu có chụp chị đâu. Đứa cháu quyền thoại của mình đó các bạn. Có tuổi thơ các bạn nào từng chơi này chưa các bạn? Chơi này là xếp bằng lâu đài cá nè, hồi xưa mình hay chơi này nè. Chơi xếp lâu đài cá xong cái hồi nước ngập vô cái sập hết, cái xây lại hoài luôn. Mẹ lâu quá lục nghề các bạn ơi. Này một thời là tuổi thơ dữ dội luôn các bạn. Vô mình xây ra xong đúng không? Cái nó bị sập cái này nè, cái mình nhiễu ra lên, làm cái nền lại, làm cái nền để kiên cố lại rồi xây từ từ lên các bạn, thành một cái lâu đài luôn á.
này mình thấy có ai đã xây sẵn rồi nè. Hiện tại có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái núi, 7 cái núi. 3, 6, 7 cái núi nữa các bạn. Hồi xưa nhà mình gần biển mình hay chơi này nè. Đây bà mẹ của mình đây. Bà mẹ. Bà mẹ quyền lực. Người phụ nữ quyền lực trong gia đình. 1, 2, 3, 4 5. Hiện tại một nhà mà có 5 đứa con gái là hiểu luôn các bạn ơi. Nhà nào mà có 5, 6 người con gái là hiểu cảnh luôn rồi đó. Đi đâu cũng kìa. Nhoi 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 như con thò lòi. Nó nói chứ đông vui các bạn ơi. Ai làm chứ mẹ mình đi chụp hình này đã luôn rồi đó. Hôm nay mẹ mình đi chụp hình không biết là tối nay giờ có đủ dung lượng lưu vô máy không nữa. Bà mẹ quốc dân. hiện tại mình đang thấy có một anh đang quay flycam đó các bạn. Bạn thấy không? Flycam anh đang quay ở trên mà mình thấy anh đứng vua tay chào quá là chào luôn rồi kìa. Cái đây sóng dỗ quá các bạn. Kìa phải cam của anh đó kìa. Nó đang xuống chụp. Ở bay bay ở gần biển vậy nguy hiểm các bạn. Nhiều khi nó mất sóng nữa. Nó mất sóng nó rơi rớt đâu là rơi rớt các bạn. Là tiếc nói hai mấy triệu. Có nhiều trường hợp bay xa quá trong qua vùng kiểm soát. Qua vùng kiểm soát sẽ bị mất sóng các bạn. Nó rơi rớt luôn á. Biển chưa lên đèn nữa các bạn ơi. Giờ mới mấy quán lên đèn nha. Trời tối các bạn ơi, về thôi các bạn ơi. Nãy giờ là đi dạo vòng biển xong rồi đi selfie các kiểu rồi vô chụp hình la hét nhiều quá khát nước, vô uống nóc hết ly xì tin, bây giờ no sai rồi mình về thôi các bạn ơi. Đường giờ nó vắng lắm luôn các bạn. Nó vắng mà chỉ vô hai bên đường á, hai bên đường có cỏ cây với rau muống biển quá trời luôn. Không biết trời chỉ mưa hay sao nó vui nữa các bạn. Mấy đường này mấy bạn nữ nào mà đi đường vắng này nguy hiểm lắm. Vừa giống cầu quần cột, giờ tới cái đoạn đường này mình thấy nó vắng quá, không có đèn đường luôn các bạn. Đường cầu quần, đường qua cầu quần cột các bạn về Đông Hải á, đường nó rất là vắng luôn á. Buổi tối các bạn đi từ từ, đi cẩn thận đó các bạn. Thôi mà đừng quay nữa mà. Anh vô đẹp chứ không cho quay. Nói chung là đoạn đường vắng vắng các bạn hạn chế đi đường đi ít người các bạn. Đường vắng mình đi đông đông người thiếu cho an toàn hơn, gọi là có thể mình đi đường duyên hải mình về các bạn. Mình có câu nói này các bạn, kiểu như là chỗ vắng người là đừng nên đi sau cùng, chỗ đông người thì đừng nên đến gần. Các bạn thấy một đoạn đường khá là xa, khá là dài luôn mà không có đèn nào hai bên luôn. Đoạn đường này từ qua dốc cầu Hồn Cùng mình về tới Đông Hải mình luôn, là đa số là không có đèn luôn các bạn, chỉ có nhà dân hai bên là có đèn thôi. Hôm bữa có cái gì kia xuống nhà mình chơi khoảng tới 7 giờ á, tầm giờ này các bạn có gì không dám về, mình phải đưa gì về tới đây luôn rồi. Đoạn đường nó vắng cỡ này á.